Ayo, tôi chị Hảo xin chào anh em lại kênh của mình nha. Làm đây, tôi làm gì đây? Khang đây em ơi. Đây Khang chúc anh em một ngày vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha mà. Ok, tiếp tục leo tấm súng thôi em ơi. Hôm nay đây Khang vẫn tiếp tục làm theo cái yêu cầu của bạn này. Ấy anh Khang ơi, bắn 187 lôi nổ đi. Em like và đăng ký kênh rồi. Ok em ơi, anh em nào like và đăng ký kênh rồi đây Khang ấy sẽ làm theo yêu cầu của bạn đó luôn. Ấy và cho nó lên TV luôn mà. Ấy thì clip trước đây Khang làm về 187 thủy nổ. Hôm nay phải có lôi nổ đúng không anh em? Tại thì combo giật đây Khang vẫn xài combo giật y như cũ, u như kỹ đúng không? Thì vẫn là Orion, Nikita, Miway và Yota đúng không? Ok, vậy chắc chắn cho mọi video. Ấy anh em cho đây Khang quẩy 187 lôi nổ đẳng cấp siêu cân 4, cân 5, cân cá map như nào đây? Ok, thì quay lại trận duo squad 2v4 siêu kinh điển của đó leo gì đây Khang nha. Ôi trời ơi, lâu rồi mới nhảy khu dân cư cái map ra, khu dân cư ngay đảo quân sự, đảo sa mạc anh em à. Khu này cái dùng xanh hơi khó bắn anh em, thì đông đông với lại nó rộng quá nên mà kiếm 187 cực kỳ khó luôn anh em ơi. Ok, vừa xuống trời ơi, cầm súng cái này thôi chứ đây Khang mới tạo được cái ba lô ha. Ba lô của cái con game mới nhưng mà ấy cái con phim hoạt hình kết hợp với lại con game FIFA mà úi trời ơi, con phim hoạt hình đây thì Khang không biết phim gì nhưng mà tại vì phim thì Khang không có coi anh em ơi. Trời ơi là trời. Đi Khang thật là cổ hủ quá. Ok, để mình lút thêm đồ nhưng mà gậy con 04 rồi. Rồi cái anh em ơi, để mình giết địch thêm cái này mà. Khu này có địch anh em ơi, không phải không có đâu. Úi trời, hay cầm 187. 187 đây rồi anh em ơi. Ô nè, rồi dẫn quay. Úi trời, một viên nè. Hai viên, ba viên. Úi trời ơi, không chết anh em ơi. Trời quá. A, à, lách vô. Úi trời, bắn chết. Úi trời ơi, hên quá. Hên mình có cây cột đó mà. Mình có cây cột đây, 187 đưa đây. Ok anh em ơi, lượm 187 luôn. Ngon lành cành đào. Ok, di chuyển thôi anh em ơi. Ấy hôm nay thì Khang tiếp tục chỉ cầm 187 thôi nha anh em à. À ok, 187 lôi nổ. Đây mình có được cái tình. Ấy cha cha, được tuyệt vời qua luôn anh em ơi, qua luôn anh em ơi. Ôi trời ơi, đây rồi, đây rồi. Ấy thì 187 lôi nổ thì chỉ số của nó sẽ tăng là 2 chính xác, 1 tốc độ bắn anh em à. Đấy, 2 chính xác, 1 tốc độ bắn. Còn giảm cái gì mình không nhớ anh em ơi. Giảm tốc độ di chuyển hay độ giảm chính xác, giảm tầm xa đó mà cũng không nhớ luôn anh em ơi. Ok, phát kêu đã. Vô luôn. Ôi trời, hơi chậm ta. Cảm giác hơi chậm thế nào nhỉ? Hơi chậm thế nào nhỉ? Ui trời ơi, bắn gì có sao làm vậy? Ui trời ơi, vãi cái lôi nổ anh em ơi. Ui trời ơi, bắn gì sao làm gì rồi? Mình bắn không chỉ nổ đam cao quen rồi mình cầm lại khẩu lôi nổ khó chơi quá ta. Ok anh em ơi, mình ngoài được. Giỡn hoài nhưng mà được cái tốc độ bắn nhanh anh mà. Tăng một tốc độ bắn khá là nhanh anh em. Ok, thì mong anh em cho đi Khang một like và đừng quên cho đi Khang một đăng ký kênh. Và anh em nhớ comment phía dưới muốn đi Khang leo về 187 skin súng gì. Anh em nhớ comment phía dưới thì Khang sẽ làm theo nha. Ok, đây rồi, có hai khẩu 187 luôn rồi anh em ơi. Trời ơi là trời. Ui cái ba lô ba này mình mới quay, mình mở xài cái ba lô ba này nhìn thấy là lạ nhưng mà khá là bự anh em, nhìn khá là cấn anh em nhưng mà không sao. Hãy xài cho nó là lạ tí vui nhưng mà chứ xài cái ba lô gồng mà. Ê có tình trạng ra vậy, ui trời ơi, giật mình đúng rồi. Ok, phát kêu, giỡn hoài. Ơ, trời, gà đạn anh em ơi. Ui trời ơi, gà đạn. Ui trời ơi, gà đạn chậm quá anh em à. Ui lần lần giết con anh em ơi. Thì khẩu này thì nó đâu tăng tốc độ hơi đạn anh em. Mình cứ đem theo Nikita thôi nữa anh em à. Cho nên tốc độ hơi đạn sẽ khá là nhanh hơn một tí, đáng kể tí thôi anh em à. Nhưng mà không quá nhanh đâu. Ok, thì mình di chuyển qua đây anh em ơi. Cái khu này đây Khang nói chung là xử lý cho không cắt ghép cho anh em ở khu này luôn anh em à. Ấy xử lý khu này cho anh em nó trọn vẹn luôn em ơi, xem anh em xem đây Khang xử lý lia team. Ấy nguyên một khu này xem như thế nào nha. Ok vậy lấy xe đi thôi nhưng mà có địch luôn. Ui trời ơi, tính đi mà có địch đi quay lại đó mà. Ai tính đi thì quay có địch quay lại em ơi. Ôi đông nha, xem khác vô, xem khác vô. Ui chết đúng rồi, hay quá em ơi. Ui bên trái có địch em ơi, cái ôi trời ơi, từ cái đó. Ôi trời, bơm máu cái em ơi. Đây, nó chạy qua phải mình nè. Phát keo nè, ra luôn, bắn đồng đội mày, bắn đồng đội mày. Ui trời ơi, hay chết luôn nhưng mà. Ấy tỷ đam nó không cao lắm anh em ơi. Ui công nhận bắn khẩu này, anh em bắn khẩu thủy nổ xong bây giờ bắn lại khẩu này cảm giác yếu sao anh em à. Ôi lúc đầu ở đây Khang đánh giá cao về khẩu thủy nộ nhưng mà ấy đánh giá thấp chứ về khẩu thủy nộ, đánh giá cao về khẩu lôi nộ nhưng mà thật ra thì mình không biết tại sao bắn khẩu lôi nộ thì không vô đam anh em ơi. Ôi trời ơi, khẩu lôi nộ bắn không vô đam anh mà. Ui yếu, chết ui sội chết chắc rồi em ơi, chạy đâu em ơi, đặt keo chặn đấy. Ui sội không đặt keo chặn mà chạy đây thôi thì Khang dí tận găng luôn anh em à. Đấy tự nhiên cầm lại khẩu này thì yếu sao anh em à, bắn không vô đam luôn anh em. Trời ơi, tay khẩu thủy nộ chỉ số nó quá mạnh anh em ơi. Đấy thủy nộ chỉ số nó tăng 2 tầm xa 1 sát thương anh em à. Nhưng mà khẩu đó thì mình không đánh giá cao về cái lối bắn của mình. Đây cái lối bắn của mình là tốc độ nhưng mà tốc độ với lại xử lý anh em ơi, cho nên là khẩu thủy nộ thì nó không phù hợp với mình cho lắm anh em à. Nhưng mà khẩu đó thì anh em bắn bình thường thì nó bắn khá là đam, khá là cao, 2 viên. Nhiều khi 2 viên hoặc là 3 viên chết một thằng anh em à. Còn khẩu lôi nổ thì em phải bắn tới 4 viên anh em à. Cực kỳ luôn. Chỉ có thể chạy đâu em ơi. Úi trời bắn không cũng nổi. Bắn thêm 2 viên. Úi trời, 2 viên chết, 3 viên cũng chết anh em thấy không? Trời ơi, 2 viên bắn 1 viên mà có 6 viên ở đây thôi. Biết chừng nào biết đơn địch anh em à. Trời ơi.
khổ cũng thế vậy. Ha bên này có được, bên này có được, ha bên này động có được nào. Ok, dùng mày móc 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 lên luôn nha mày. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đâu rồi, dưới hay đâu vậy nha mày? Ủa trời, không nghe tiếng chân nữa mà. À, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy nhà, chạy nhà. Ấy, chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi. Ui trời ơi, móc tới luôn em ơi, ngược lẹ nó mới, nó chạy em ơi, mình không có xuống xa đâu mà. Đâu rồi, chạy ra ngoài luôn rồi. Ui trời, lên nhà, chạy nhà, chạy lên, 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 lên. Đây rồi, chạy đâu em ơi. Gà, ui trời, em đâu. Sao đàm, tam đàm anh mà. Sao sao ta, bắn không vừa đàm anh ta. À, nói chung là cậu này á, mình mới biết phát hiện ra một cái, anh em phải cầm thêm một con hai giá tô nữa cho mình. À, anh em cầm thêm hai giá tô cho mình nha. Con này thì em cần Hayato. Anh em có thể thay đổi Hayato thành con Nikita. Nikita có thể thành thay đổi thành Hayato anh em, hoặc là anh em bỏ con Yota cũng được. À, bỏ Yota anh em thay Hayato vô. À, hoặc là anh em chơi combo nhân vật khác để khen luôn. Không xài Orion nha. À, anh em bỏ con Orion đi. Anh em xài thay con Miwei thành con Hayato nha anh em. Đó, ok, nhưng mà tại đi khen phải bắt buộc xài con Miwei tại giết địch. Giết địch hồi EB anh em. À, mới dùng được con cái con Orion được nhưng mà nên là Dekan phải dùng con Miwei. À, nên không bỏ rồi anh em ơi. Nếu Dekan chơi combo nhân vật này, nếu bỏ ra một combo một nhân vật á, một kỹ năng á, thay con Hayato vô thì Dekan sẽ bỏ con Nikita và thay Hayato vô nha anh em ơi. Ok, tiếp tục xử lý anh em ạ. Ôi chạy tới khu Trung Mỹ bên đây luôn anh em ơi. Khu bên đây hay khó bắn anh em ơi. Tại không có cần xuống gần hay khó bắn anh em ơi. Ui nó chạy rồi, chạy móc luôn anh em ơi. Móc luôn. Chơi luôn. Chạy đâu em ơi. Hai giết bay màu luôn. Ok, ngon lành cái tao. Ok, gạt luôn anh em ơi. Chạy mình còn tình đập. Ui, hello mọi đồng cái. Hello. Được không? Gớt xuống là thế. Ui trời ơi, nhìn chết xíu nó gớt xuống anh em ơi. Ê, bò xuống, ok, mình xuống mình gạt luôn anh em ơi. Ê trời ơi, ai cho bò xuống đây, trời ơi, bò xuống đây dùng kim tim hay sao vậy, chú cú à, ha, anh Nhiên cáo già em ơi, dù bò xuống dùng kim tim mà, ác đấy, nhưng mà không qua mắt được đi ngang đâu. Mọi người ok nhưng mà tại thì đủ về cái trình lượng tập xuống của mình thì hổng gài mình khá là leo cực anh em ạ. À, leo cũng khá là ghê đấy anh em, tại vì cầm cái khẩu này ui mình không biết tại sao mà lúc trước anh em mà mình cầm khẩu lô nổ mình bắn rất là quê đó mà sao bây giờ mình cầm lên hai khẩu lô nổ anh em, mình cảm giác cầm hai khẩu á thì nó sẽ khó bắn hơn là khẩu thủy nổ. À, nếu mà có cầm thêm súng xa nữa, ấy khẩu súng trường với lại khẩu súng shotgun găng á thì có thể cầm lô nổ sẽ xử lý ngon hơn là khẩu thủy nổ mà. Thủy nổ á tại vì nó sát thương cao, kết liễu thần địch rất nhanh. À, cho nên là anh em mà khẩu đó anh em có thể cầm hai khẩu đó thôi. À, chỉ cầm 1.7 thì anh em cầm khẩu thủy nổ sẽ mạnh hơn khẩu lô nổ anh em. À, khẩu lô nổ thì anh em bắn anh em đâu chỉ không vô đam luôn mà. Ấy trời bắn 6 đam luôn rồi ơi, trời ơi không có đam vậy. Trời ơi, cực tê. Bắn này. Ui giời ơi, bắn này 6 viên cho anh em. Trời ơi. À, nếu anh em cầm khẩu lô nổ thì anh em phải cầm theo khẩu súng để cover nha. Chơi tại đây khen làm về sự thử thách cầm chỉ cầm 1.7 cho anh em thôi. Chứ thường thường là anh em cũng có cầm súng trường hay đúng không? À, nhưng mà nếu sau này có quay lại á, quay lại cái bộ tứ 1.7 này á, mình có thể khuyên anh em là nếu anh em thích bắn về cách tốc độ xử lý như đi khang á thì anh em có thể cầm lô nổ, còn anh em muốn về cái sát thương á hoặc là anh em muốn qua sọt á bắn vô đầu á thì anh em dùng thủy nổ nha. Ok, tiếp tục xử lý anh em ơi. Đây rồi ôi trời ơi, hai phát đầu luôn, như cá luôn như vậy thì cái mới thích. Nhưng mà đây bắn nhau rồi. Ôi lên hay làm sao chở ngoài. Úi trời ơi, tao cho bò ơi, hai thằng ơi, úi trời ơi, ôi quên lên ơi, chụi tôi này chết thằng này anh ơi. Rồi đánh lô tô rồi, chạy đâu trời ơi, rồi thấy ông nội rút cái ê kêu cuốn đổi cái nó mới. Úi trời ơi, không kịp rồi, kịp không. Úi trời ơi, quả keo nó khó đặt quá đâu mà. Ôi, mình kìa nó gạt ông nội luôn anh ơi. Không sao, để mình lút đồ mình cuốn đội mình cái này mà. Đấy, lút đồ mình bắn nhau cuốn đội mình cái đã. Rồi 13 kill rồi, khá là ngon đấy. Khu này khá là lâu anh mà. Đấy, bò cuối này thu một vòng thì hơi khó bắn một tí thôi. Nhưng mà cũng đi khang cũng sẽ cẩn thận một tí mà. Khu này cầm 1.7 hơi khó bắn anh mà, thật sự với em luôn. Ok, phóng lên mình cuốn đội mình đã. Ui rồi, khó đấy. Đó, xuống móc chỗ này nó hơi sao anh mà. Thật sự anh em xuống móc chỗ này nó không có dính lắm anh em, nó không có được xa nữa. Ấy không có bị nhạy hơn lần trước nữa mà. Lúc mới ra xuống móc anh em bắn khá là xa với lại khá là nhạy nữa mà. Bây giờ thì xuống móc thì nó hơi bị delay một tí. Ok, mình cũng đổi xong rồi anh em ơi. À, ấy chát xuống cái địch anh em ơi. Hình như trên thanh vàng của địch thế nào. Có thằng thanh vàng trên cầm súng tỉa anh em ơi. Đó, mình thấy không anh em, thấy chưa? Em thấy trên đầu mình chưa anh em? Ok, mình sẽ ám sát gần luôn anh mà. Ấy anh ui giời ơi, đụng nóc nữa rồi. Ok, không sao, để khăn gánh được, khăn gánh được anh em ạ. Đây trên đây nè. Lên luôn. Ok anh em ơi. À, dưới à. Ủa, ở trên. Rồi đứng đâu nãy giờ nó trên nó xuống dưới rồi chứ. Tưởng nó xuống. Ôi giời, hai viên cỡ không chết em ơi, trong quá. Ok anh em ạ. Ôi giời, hai viên còn đúng một máu luôn anh em ạ. Ôi giời, lên cái chết liền luôn anh em. Ui đúng ra khẩu này phải cho thêm một tí đam anh em ơi, không đủ đam bắn hai viên chết em ạ. Anh em thấy không, nãy giờ chắc được một hai bạn thì khen bắn chúng được hai viên chết anh em ạ, chứ đây giờ bắn có ai hai viên chết nổi đâu.
Ôi, hơi cực một tí đấy, nhưng mà mình tưởng đâu mình làm clip về khẩu này bắn khá là dễ, khá là nhẹ nhàng, mà ai ngờ cầm khẩu này bắn còn cực khổ. Khẩu thủy nộ đấy, mà rồi bắn làm sao không vô đam anh em ơi. Nhưng mà khẩu này bắn tăng 2 đường xét, bắn khá là dính anh em ơi, hay bắn khá là dính nhưng mà bắn không có vô đam lắm anh em ơi. À đặt cái ok, kêu chọn cái đó. Ok, mình sẽ bơm máu nữa anh em ạ. Đấy, bơm máu vô, dùng mình hết vô anh em ơi. À, đặt keo, ok, phá keo ra nè, giết này. Bơm máu nè, ok, đặt keo bay, rồi, bòi cuối, rồi ra. Cho 2 viên Orion lên, đấy, gà đẻ, 1 viên nữa bay màu luôn, đấy. Như bài bản xử lý sách giáo khoa luôn anh mà. Đấy, xử lý sách giáo khoa luôn. Chỉ cần 2 viên bật Orion lên, gà đạn xong tắt Orion bắn tiêu anh mà. Đấy, như sách giáo khoa luôn, coi đâu mà khó nữa mà. Ok, lên mình cuốn đội mình cái đánh em ơi. Đấy, còn khá là đông nha, khá là đông nha. Trời ơi, cái bo này dạo này không biết tại sao. Ấy dạ, mấy ngày gần đây nè mà anh em bắn khá là căng anh em. Không biết tại sao mà cái bo một tuôn xong mà khoảng còn 40 thằng. Ôi, cho anh em bắn nhau căng đó nha. Ê, trong đây có định em ơi. Khoan, cẩn thận một tí mà, bơm máu đã. Cẩn thận, con vội đi mày, trận này khá là căng đấy, video cũng khá là dài đấy mà. Mau cho em xem video, nhớ cho đi khen một like, đừng quên cho đi khen một đăng ký kênh nha. Video khá là dài đấy em ơi. Ok, trong đây có địch, trong đây có địch. À, núp trong máy bán hàng ở trong đây đúng không, Ủa không phải em ơi, ui trời lưng, ui đâu gái vậy. Cú hồn nữa, ui rồi đặt kêu cái đá, ui rồi, cuốn đội mình, ok em ơi, máu vô. Ok, trụ đạn này em ơi, cẩu máu nè, úi xùi hai quả nè, ok. À, nó còn trong đó anh em ơi, thêm lựu đạn nổ nè. Ok, phát keo. Úi trời, chạy ra anh em ơi. Ok, chạy ra. Kim lốc. Ui giời. Cái khu này đi khen rất là ghén anh em ạ. Nếu mà có vô anh ơi, trời vô tới rồi. Ok, đổ xuống. Ui trời, hay quá. Có Orion xài rồi. Ok anh em ạ. Trời nãy giờ hết mình hít nên mà không đủ Orion để mình xài anh em ơi, cho nên mình giết này được hồi EB có Orion xài rồi. Ok anh em ơi. Ấy còn 8 thằng thôi, 17 kêu rồi. Map này anh em bây giờ mới chờ bò đợi bô cuối nữa mà. Để không bay nhảy tùm lum tùm la nha. Không bay nhảy tùm lum tùm la bậy bạ anh em. Bây giờ mình sẽ đợi bô cuối thu vô. Ấy bo này thu vô mình sẽ chơi tiếp tục anh em mà. Đấy, cái bo này ngay trong mình anh em ơi. Nhưng mà khu này thì trên ở dưới đó nha mà. Hơi khó chơi một tí anh em. Hơi khó chơi. Nếu mà thằng địch ở dưới mình phải phóng xuống mình bắn anh em mà. Chứ mình có chúng xa đâu mình bắn. Ừ tới rồi một con 4 anh em ơi. Ok đây nè, chạy đâu. Ui xồi, lách à. Đúp, chạy luôn anh em ơi. Ok, lui về. Lui nhà thủ tiếp anh em à. Ấy, đặt keo đi, chặn đi anh em ơi. Ok, lui nhà thủ tiếp để mình dùng mình hít để mình hồi cái Orion của mình thêm anh em ơi. Ấy, hồi Orion thêm. Nói chung là Orion cuối bo anh em phải quan trọng nha, anh em phải dùng mình hít nhiều anh em ơi. Ấy, để anh em tận dụng được con Orion, anh em đừng có tiếc cái mình hít anh em à. Tiếc mình hít anh em có không có kỹ năng giật là anh em chết anh em. Nhưng mà ơi sợ chết chắc rồi. Ok, ngon là đủ rồi, gạt. Có mình hít xài rồi, lúc mình hít được gì mình hít anh em ơi. Ui không có mình hít luôn. Ok không sao, nhưng mà mình vẫn còn nhân vật Orion mà. Vẫn còn Orion, nói chung anh em phải nói chung phải áp dụng con Orion nhiều anh em mà, phải dựa vào nó nha anh em. Ấy cầm Orion mà anh em không biết sử dụng thì hơi mệt đấy anh em. Ơi lũ lộn xuống. Ok anh em ơi, còn 6 thằng anh em à. Mình vẫn ngồi đây thủ căng anh em ơi. Ấy ngồi đây thủ một tí thôi mà. Cho nên anh em cứ nó di chuyển xa nha, bây giờ cho nó bắn nhau đi. Chứ bây giờ mình không bao giờ mình dám kêu hoài nữa mà, tại vì bây giờ cái ngay khu này ở trên cao nữa. Ê nó bắn anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa anh em? Đó, nó nguy hiểm là những cái đó anh em à. Nó móc lên ở trên rồi ở dưới nó bắn tùm lum tùm la chân sau mà đi khen đỏ được anh em à. Ấy đủ thứ hướng chứ không đỡ được đâu anh em. Ok mình sẽ đợi đây nè, mình đừng dùng cái UAV mình quét anh em à. Đấy bây giờ chắc mình sẽ bọc cho sau anh em. Ok, bọc qua sau mà chị bo anh em à. Đấy, ấy có địch luôn nè. Ui rồi, ok, ui rồi, bể đầu rồi, chết chắc rồi em ơi. Chết chắc rồi, chạy hộ luôn. Chạy hộ. Ủa trâu thế, súng yếu quá. Ok không sao. Phát keo. Ok, chạy người cái nhà lên em ơi, bon khu đau quá. Trời ơi, ủa, nắp rồi, bên ngoài em ơi. Không sao, từ khoai hết ra em ơi, nguy hiểm quá. Anh nên thấy chưa em, nguy hiểm lắm, ui xồi. Rồi xong rồi, quá công luôn em ơi, chạy đâu, ui xồi, đặt keo rồi. Ui rồi, không rồi, khó chịu thế. Ok, lùi, ớt chắc. Bộ khúc đau quá anh em ơi. Bộ máu cái đau. Trời ơi, căng rồi. Nó cứu tôi rồi anh em ơi. Khu này nó khó bắn rồi mà. Nó cứu tùm lum tùm la ở đây thôi. Chứ sao mà đỡ được anh em ơi. Từ. Ôi, trước mặt mày đông lắm. Nó đám dù kia nhưng mà. Trời ơi. 19 kêu rồi đủ tứ chơi thôi mà. Khó thế. Cái trận này cái bo cuối cực kỳ khó luôn mà. Thật sự với em luôn. Đây khoan, bây giờ bo thu nha. Em sẽ đứng ở đây, mình sẽ đi theo đường bo anh em ơi. Từ từ vô theo đường bo. Đó, nhìn nè. Ok. Nó dưới đầm luôn mà. Nó lên như cá luôn, hai viên. Ok, lắp vô nè. Đây viên này. Ok, lắp hai nữa mày. Ok, lên. Rồi mày chết chắc rồi. Bạn chết rồi mày ơi. Ok, đặt keo nữa mày. Rồi. Ok, cho bạn cứu đi. Ok, phát ra nè. Cứu nè, cứu hộ luôn. Ok, quay viên luôn mày.
Đặt keo nào, ok. Đấy, chạy qua cứu đi, qua cứu đi, ăn lựu đạn nè, ăn lựu đạn nè, lựu đạn nè, bò nè, bò qua nè, này thì bò qua nè. Bò qua nè, chết luôn, chết luôn. Ui, trời ơi, bò qua bạn 22 kill, liên 3 thằng luôn. Ok, còn 2 thằng cuối anh ơi. Rồi, lựu đạn xuống đây. Mưa lựu đạn đây mọi người, sống thế nào mà sống được. Ui trời ơi. Ủa, đâu hết rồi. Ủa tèo lựu đạn xuống chúng ta. Quay cháu bò đấy, ok, còn kim tim với nè em ạ. Không mẹ nó chơi lại mình, không lẽ nó chơi lại mình, không lẽ nó chơi lại mình, ông lên hell. Ôi chơi luôn em ơi, mất tấm hồn luôn rồi. Ôi ở đâu đây vậy? Ai, thằng này đâu đây vậy, đi giặt gì em ơi, nó đậu dưới đất nè. Ôi trời ơi, what the hell, chấm hồi. Đâu ra dưới đây vậy em ơi, trời ơi, trời mất cái tấm hồn cây thế. Trời ơi, trời bao nhiêu công sức bắn mà gặp cái thằng nó độn thổ dưới đất em ơi. Trời nó không giật một miếng máu luôn mà đi khen. Đây càng bơm máu, cắn máu, dùng Orion mình chích như đúng rồi luôn em ạ. Trời ơi trời, khổ quá luôn ơi. Ok, giờ tiếp tục qua trận mới thôi em ạ. Trời lâu lâu là một trận cho anh em ở map đảo sa mạc, bắn khu lọc dầu khó khăn mới lấy được cái top cuối này mà tự nhiên bị thằng cái thằng động thổ nó phá em mà. Ok em ơi, qua map đảo, đảo mặt trời nè em ạ. Ok, mình sẽ lút đồ em ơi. Lút đồ em ơi. Đây con 107 rồi. Trời ơi, ngon lành. Ok, chạy qua đây nữa. Ôi trời ơi, hai khẩu luôn. Ok, giờ kiếm địch thôi em ơi. Ok, khu này như không có địch thế sao mà. Ok, di chuyển lút thêm tí đồ và giáp cái kiếm được cái giáp mà ok mà. Ơi, đâu ra vậy? Ôi đâu ra đâu mà đâu ra vậy? Ôi trời, đừng không nghe tiếng chân luôn mà. Ôi chết chắc rồi em ơi. Bay màu nè. Ok, gạt em ơi. Khu này như có một bạn thôi mà. Ok, gạt luôn mà. Đấy, như khu này có một bạn thôi. Vậy là mình kiếm quay xuống chắc xuống khu cửa xong quá em ơi. Ấy nói chung là khu này sẽ khen lút xong rồi chắc chắn sẽ xuống khu cửa sông ấy và khu pháo đài nữa mà. Đấy, chơi khu cửa sông rồi mấy. Ok, dùng cái Hummer để mình chết địch thôi mà. Khu này như mình vẫn không thấy địch luôn. À có Hummer gượt con ơi. Ui rồi, nhưng mà không sao mà. Dạo này mấy bạn bắn nhau anh em sống dai lắm anh em mà. Bo đậu thu sông vẫn còn 39 bút thằng. À đây rồi, chạy đâu. Ui xời ơi, bắn công chính anh em ơi. Đặt keo chặn lên nè. Ok, nó dừng rồi, nó chơi mình rồi, dừng rồi. Dừng lại solo với mình rồi mà. Ok, chết chắc rồi mọi người. Chết chắc rồi, thứ gì mà sống được. Ui trời ơi, ok, Orion lên như chắc nè mà, nguy hiểm lắm. Mấy bạn mà nhảy ra bắn cái này dễ vô đầu á, mà đi khen bị nhiều phá lắm rồi. Mấy bạn anh em hay cầm sọt cân anh em, nhảy lên một cái, bùm một phát, cái đi khen bay cái đầu luôn mà. Nhảy một cái đi khen chưa bật kịp Orion nó bể đầu rồi, cho nên mình phải chắc ăn, chắc cứu một tí nè mày. Mấy bạn đứng trong keo nguy hiểm. Ê, đâu nghe vậy, ôi trời, cuốn rồi à. Ê, bắn hai chứ không trúng kìa, ôi trời, con này bắn lạc đấy. Sao lạc đạn đó giờ? Ok, chết chắc em ơi, chạy đâu. Ok em ơi, đây thì chạy nè. Ui khẩu này đều có một cái là nhược điểm là bắn khá là lạc đạn nè mà, thật sự anh em luôn. Khẩu này biết tại sao không em? Đạn 187 á thì anh em á cần một tí cho nó hơi túa đạn một tí để anh em bắn, anh em nhiều khi anh em bắn lệch tâm á đạn nó vẫn còn dính được chứ nó tăng độ chính xác anh em. Bắn nó dính nó gom lại quá nhưng mà bắn nhiều khi nó hụt một cái là hụt hết trơn thôi mà. Bắn hụt một phát là không có chân đạn luôn. Nói chung là cũng có một cái nhược điểm, có một cái ưu điểm về cái độ chính xác nha anh em. Ok em ơi, bây giờ di chuyển thôi, đi xe thôi. À đây có địch, ok ok em ơi. Ok mình sẽ lên cái xuôi xăng anh em ạ. Đây, lút đồ à, đáp dù xuống lút đồ các bạn. Ok gạt đạn em ơi. Đáp dù xuống lút đồ nè, ok gạt luôn em ơi. Ok là lên xe chạy vô cái khu xăng anh em ơi. À xuôi xăng trên đây bắn mấy phê nè mà, anh em để ý xem. Bây giờ nè, mấy bạn hay bu quên cái nhà, mấy cái nhà ba gian trước mặt đó anh em. Cái nhà trên nó rất là ít nhà đó mà. Đồ cũng không có nhiều nữa. Mà mấy bạn hay bu trên nhà lắm. Nhưng mà mình thích nhất là anh em biết gì không anh em. Trên đây có cái hòm tính anh em mà. Mở chìa khóa lên, chạy gót cho cái hòm tính anh em mở ra. Đất rất là đông người bu lại anh em mà. Bắn rất là đã anh em. Đây rồi, trời bắn không được kìa anh em ơi. Thằng này nhây dưới ta, nhây nè. MB40 mãi xà mà ngáo nè. Ủa trời, anh em thấy không anh em? Anh em đừng đánh giá cao về kỹ năng của những bạn mà hả cầm súng xịn xịn nha anh em à. Nói chung là như mình đó anh em ơi. Ấy thì anh em để ý xem, thường thường mấy bạn rất là sợ những bạn mà cầm đầu quỷ dạ so nè, cầm đồ level 7 nè, cầm đồ 7 đá nè, súng level 7 level 8 nè, mấy bạn nhìn mấy bạn rất là ghét đúng không? Nhưng mà thật ra mấy bạn đừng có sợ đó mà. Đấy, ý là ui rồi mấy bạn đừng có sợ thôi. Tại vì mà anh em
anh em giàu á, nó không có liên quan với cái kỹ năng anh em mà. Cái kỹ năng là một cái, còn anh em giàu là một cái anh em ơi. Ai quan trọng là cái kỹ năng anh em ơi. Anh em có điều kiện thì anh em nạp nhiều thôi, nhưng mà cái kỹ năng là anh em phải rèn luyện. Anh em phải rèn luyện, nó không giống như là cái điều kiện thôi anh em à. Đấy cho nên anh em hiểu nha. Ai gặp những bạn nào mà đầu sừng mấy bạn mà cầm súng level 7 hả, mà đầu bẫy đá thì càng thích anh em mà bắn mấy đá anh em ơi. Bắn thế mới đã thôi mà. Úi trời ơi, lên đây ra đây ra đây ra đây. Úi trời, bị kẹt anh em ơi, kẹt coi kẹt coi. Úi trời ơi, đã bị kia anh dương anh em ơi. Úi trời ơi, đông như cá luôn, như cá luôn. Ok này, kẹt anh em ơi, gầy đây nè tiếp. Hai viên cũng chết. Trời ơi, yếu thế. Súng ơi là súng. Úi trời ơi, ô anh ơi, ô anh lên. Úi trời ơi, xong rồi, đau quá, với càng này. Ok, nó phòng anh em ơi. Ây, nhảy qua đây, cứu qua mày, cứu. Vô đây ô lên nè, thằng cuối đi mày, thằng kia bị bắn chết rồi mà. Thằng kia đồ chết rồi mà. Ok, thằng trên đồ, thằng trên cái thùng. Ôi ơi, bể xe rồi. Ôi trời ơi, bể xe rồi. Ôi trời ơi, đi khác rồi, ổng đi. Không ổn rồi, để mình dùng cái này cái đó mà. Mình sẽ coi cái thằng trên kia, mình sẽ chạy xuống mà. Mình sẽ chạy xuống, mình đi hướng khác nè mày. Ở dưới, như bên dưới mình có chiếc xe nè mà. Mình sẽ canh thằng này, mình sẽ chạy, mình sẽ lựa lúc thời điểm thích hợp mình chạy nè mà. Chứ không chạy nó bắn chết rồi mày. Nguy hiểm lắm. Ok, như cái tầm này anh em chạy một tí là khuất tầm rồi nè mày. Ok, chứ bây giờ mình chạy xuống mình lấy xe thôi nè mà. Nhây nó cũng không được đâu nè mày. Ok, lấy xe đi thôi. Bây giờ mình sẽ chạy em giờ mình cứu một đội mình nè mà. Chạy qua cái khu gì ta, khu cắm trại nè mày. Chỉ có khu cắm trại cuối bo này ngon thôi nè mà. Chạy bây giờ đi khai cầm hai khẩu súng gần á. Hai khẩu súng trận gần á thì mình phải kiếm những khu nào mà có nhiều nhà. Ấy khu nào. Ê khoan, nên dừng lại bắn ta. Ơi kẹt anh em ơi, kẹt xe dừng lại bắn luôn mà. Sẵn kẹt xe có cơ hội dừng lại bắn luôn. Ok vô đây. Ok vô tới rồi, bắn nhau anh em ơi. Từ. Mình sẽ đợi thời điểm mới thảo. Rồi chạy vô nè. Ok công anh em ơi. Ok chạy vô đâu? Chạy vô đây. Ai chạy. Ủa trời, nó vô cũng như chuyện mới. Ai còn một thằng ấy đó, thằng ấy đó. Ở lại thì chết em ơi, ở lại thì cúng mạng cho đi Khang. Ở lại thì nộp mạng cho đi Khang mà. Đó, xin ấy tao lấy vậy. Ui, trời chung cổng di chuyển bay ngược xuống. Bay ngược lại hả bạn? Hang dịch chuyển xuống bạn. Ok. Bạn kia dịch chuyển xuống đây. Dịch chuyển xuống tiếp tục đi. Ôi, đi Khang cân một lượt luôn mà. Ấy chắc một thể luôn. Ok anh em ơi, bo thu hay tao ấy. Anh em xem bên đây, nói chung mà ai chứ mập đẹp chứ mập nè. Không được anh em ơi. Nó bắn thì anh em xuống liền, nhưng mà đừng có bắn nha. Anh em nó bắn anh em thì anh em đừng có dùng cái bệ phóng bắn nha. Bây giờ mình sẽ xử lý anh em xem nào. Ok, mình sẽ bơm máu anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ nhìn nè anh em ạ. Ok, bây giờ mình bên trái bên phải mình, bây giờ mình sẽ đợi bo vô thu vô anh em ơi. Ấy chứ mập có địch nha. Chứ mập có địch nha anh em ơi, gốc cây nè anh em thấy không? Bây giờ này không chạy được nè, chạy bộ không được. Bây giờ mình có cái bệ phóng của nó rồi. Bây giờ mình sẽ đợi bo thu vô. Bo thu vô là đồng nghĩa với những thằng khác sẽ bo cũng thu vô chung với mình luôn. Nó sẽ chạy bo, nó sẽ không để ý tới mình. Mình sẽ dùng bệ phóng mình chạy nè mà. Đó, anh thấy không? Đó, chú không có định. Ok, dùng bệ phóng chạy nè. Bây giờ không ai để ý mình gọi nè mà. Đã dùng bệ phóng thoải mái. Bây giờ mình sẽ phóng vô cái khu bên phía khu cắm trại nè mà. Tại khu cắm trại nó có những cái cối xe gió với lại những cái gốc cây anh em để chắn đạn anh em né anh em chạy được mà. Đó, phóng qua đây. Ok, ngon lành anh em ơi. Bên đây mình thấy có địch luôn, nhưng mà bên đây sẽ bắn dễ hơn là bên trái nè mà. Bên trái khá là trống với lại nó xa cái khu cắm trại. Ấy mình thì mình cần khoan anh em ơi. Đây rồi, lút đồ cái gì? Bạn này cho đồ vào đi ơi. Ui khó chiêu luôn à. Trời ác cái nhà. Ấy lút lỗ xuống anh em ơi. Ôi khóa chiêu luôn. Ấy nó leo lên vô. Được cái này. Ga đây. Ui trời, yếu mà đặt ga gió nè mà. Trời ơi, yếu mà ga gió nè mày. Ui bạn này cũng nghèo không có gì nè mày. Bạn này mới đắp chuột nè mà. Ok, bây giờ mình sẽ chạy từ vô nè. Đấy, chạy từ vô khu kiếm chạy nè. Cái khu bên trái ấy, anh em vẫn chạy được nhưng mà khá là nguy hiểm anh mày. Anh em có thể đi team á, đi 2-3 thằng á thì anh em có thể đi khu bên trái được. Ấy khu bên trái thì anh em nhảy khu cấp chạy khá là xa. Ấy mình đang cần vô cái khu nhà gấp anh em à, để núp gấp anh em ơi, để thủ gấp anh em ơi. Ok, 11 kill rồi, bây giờ không sao. Trên map cũng khá là đông, anh em đừng có nản anh em. Ấy 11 kill hay là mười mấy kill đừng có quan trọng anh em à. Ấy bây giờ quan trọng là anh em cứ từ vô bo anh em à. Ấy quan trọng là vô bo là cái đã, anh em mới có được kill. Anh em còn sống sót thì anh em mới giết được kill đúng không anh em? Đấy cho nên em phải giữ mạng sống nha anh em ơi, cẩn thận một tí. Ok, chú mầm có địch nè. Đấy mình sẽ công, mình sẽ giết luôn anh em ơi, bắn luôn. Gặp địch là chơi anh em mà, không có ngại nha. Những thằng gần mới chơi anh em ơi, những thằng ngoài xa thì anh em đừng có để ý đến nó. Anh em nói chung là anh em di chuyển né những cái khu mà có địch ở dưới nha, mà anh em chỉ quan tâm mấy thằng gần thôi. Đây chú mầm có địch nè. Thấy mình rồi. Rồi chết rồi. Bạn này mình thấy khá là giống bạn, cái bạn này đã cầm VDS bắn hồi nãy mình em ạ. Bạn này cầm VDS bắn hồi nãy ngoài bo anh em. Cái lúc mà mình chạy vô cái nhà mình đặt bệ phóng đó nha mà. Lúc mà mình đặt bệ phóng đó bạn nó cầm VDS bắn mình đấy em, cút máu đi. Đó là bạn đó đó nha mà. Hơi cay đấy, trả thù thành công anh em ơi. Ê đông nha, từ từ đi mà. Ui
Đạn tự quét vô đầu anh mà. Đạn quét lấy một bay cái đầu luôn em. Ôi ngon lành. Ok cũng khúc đội mình rồi. Ok anh ơi, hãy dùng thêm mua thì mình thích nào. Rồi đây Khang vào rồi. Đây Khang đủ đồ anh ơi. Đây Khang đồ hơi bị giàu anh ơi. Vô đây Khang tiếp từng thằng. Ôi ghén à. Không ngán một ai đâu anh mà. Ok lưu về cái nhà này cái đã. Lưu qua nhà này cho sao thế nhưng mà. Đấy mình còn thời gian cái đã anh ơi. Cái nhà này dễ xử lý hơn nè. Ok mình lách vô đây nè. Đó có góc bắn anh mà. Em đâu. Ui một con bốn. Cái nhà này dễ xử lý mà chặt đau nha. Đau nha bạn ơi. Ok số 1 anh ơi. Vô đây. Ok đặt keo gạt đã keo đã. Gạt là làm gì được tôi bạn ơi. Á à, trời ơi, dùng chi keo làm gì cũng làm được gì đâu. Vô dụng bạn ơi. Ê nó chơi mình thiệt cái mà. Ui trời ơi, nó chơi mình thiệt. Chơi đi Khang thiệt nhưng mà đi Khang thì ai đâu mà chơi giả đâu mà đi Khang vẫn chơi thiệt các bạn luôn. Ok anh ơi, mình thích nhiều quá nữa mà. Ok lúc lộn xúc. Ồ mình thích nhiều quá anh ơi, mình thích kiểu này thôi chứ thích xài Ogon cho đã luôn anh ơi. Ok sửa giáp rồi đã. Đồng bên đồng mình có địch anh em. Ok mình sẽ qua đồng bên nè. Ê sát bên có địch mà. Đây chú đây. Ok móc xuống luôn anh ơi. Chạy đâu. Trời ơi đâu hết rồi. Ôi trời ơi chết queo luôn. Ngoài bo sao mà đã thôi mà. Ai tiếp tục đi. Này thầu qua. Đẩy lên. Ngán gì anh em à. Ê cứu anh em ơi, cứu anh em ơi, hay quá, xảy ra, ôi trời ơi, chết rồi, không lẽ chết như vậy sao, không lẽ kết thúc như vậy sao, ôi, cứu anh em ơi, cứu anh đây, ôi trời ơi, ok, không sao, bo này mình chạy được mà, bo này mới chạy, ôi sao đúng được, ok, đóng mộ đúng rồi, ok, Ogon lên nãy, Ogon lên vừa không bị bo đốt với lại mày vừa chạy được luôn mà. Đấy con Ogon nó quá là tiện lợi anh em ơi. Ui quả để mà không giết được bạn nữ kia chắc mình chết anh mà, bọn không chết anh mà. Thôi mình giết bạn nữ đó được cái mình hồi máu anh em. Mấy có con Yota nó hồi máu. Ai ok mình sẽ dùng mình thích anh em ơi. Đây ok ngon là anh. Trời ơi vẫn sống nha. Đây bạn cháu anh em ơi, bên ngoài bên đây, chung mình đây anh em ơi. Ui như cá lừa gái anh em ơi. Ok hai giết. Ui rồi ơi sống rồi. Chạy, nguy hiểm quá. Ok rồi, mình thích cái. Ok dùng thích em ơi. Thôi Ogon mà. Ok là keo gai ra ngoài nè. Ấy bắn nha. Ok là keo tiếp anh mà. Đấy mình sẽ giết con thằng anh em ơi. Đây nè. Ok nó một anh em ơi. Ngon lên. Trời là keo của này thôi, thằng nào bắn được thì khen. Rồi bạn bộ hàng bộ bạn con trái lên mà. Ok mình sẽ lách vô nhà nè. Ok. À ha bên ngoài hả? Còn gán bắn đi khen hả? Gán kiếm chuyện đi khen nè. Ok lia lốt. Ui giời em thấy không? Hồi nãy đi khen mới nhảy xuống khu này có 11 triệu thôi, bây giờ bắn hết nguyên một cái bo luôn đó mà. Ấy từ đầu giữa bo tới giờ cuối bo là 20 kill nè anh em thấy không? Bây giờ cùng hàng cuối thôi. Rồi bây giờ anh em cứ cẩn thận nè. Lần cuối thì rất là thoải mái rồi. Chút à rồi thấy vị trí đó rồi. Kiểu này thì anh em càng thoải mái hơn anh em ơi. Đấy càng dễ dàng chơi hơn. Bây giờ chứ mầm cái địch bây giờ mình sẽ dùng cái bệ phóng cái đã. Đó, đây khoan nên dùng bệ phóng ta. Ê không được. Ê chà không được. Đợi em ơi. Đợi em ơi, không ổn mà. Bạn này nãy mình nghe tiếng súng, nó dùng M60 hơn là M29 đó mà. Đục keo mình. Rồi đẩy xuống. Ăn lựu đạn nè, một quả nè. Đó, gút máu. Rồi đặt thêm quả keo trên hàng bắn vô viên nữa. Đấy. Cấu máu cứu bo anh em cứ cấu máu cho mình đây thêm một quả nè ta cấu máu rồi anh em cứ cấu rồi một báo chắc chắn một viên nữa bay màu mà không tin viên hai đó anh em một viên nữa bay màu. Ok 21 kill top 1 quá tuyệt vời anh em à, quá là mạnh nhẹn quá là đẳng cấp này thôi chứ. Ok anh em ơi tiếp tục qua trận kế tiếp rồi mày, nói chung là ba trận ba map khác nhau mà ấy nha. Anh em bắn khá là cực khó đúng không anh em, không phải dễ dàng là khẩu thủy nộ thôi mà thật sự luôn, cầm hai khẩu nó bắn khó hơn là khẩu thủy nộ nhiều anh ơi. Ok vẫn là cái khu trạm thí nghiệm anh ơi, phòng thí nghiệm ở cái map đảo thế kỷ anh ơi. Ai công nhận như phòng thí nghiệm thì nó dính với đi khang thì cái map khu đảo thế kỷ thì gọi anh mà. Tại vì dùng xanh nó hay vô cái khu này lắm anh em, cho nên đi khang phải bắt buồn nhảy để kiếm 187 thôi. Ok bây giờ mình sẽ chạy qua tới khu vô chơi anh ơi. Ai qua tới cái khu đây mới có địch nè. Ai trời chạy đâu. Trời công nhận cực khổ quá nhưng mà thật sự anh em không phải là đi săn địch chứ phải khỏe sướng khỏe đâu nhưng mà đi chạy đi ngược từ thằng địch mệt lắm. Giữ gì sao? Mà 40 anh ấy nó kìa. Mắc 10 mình tưởng nó cầm 40 nhưng mà. Mình tưởng nó cầm 40 anh em ơi. Ui bắn khá là căng đấy, yếu rồi anh em ơi. Nhưng mà. Yếu mà là ca gió nè, cho một quả lên vả luôn. Buồn quá chết luôn. Ôi trời ơi, bắn làm sao khá là dính đây. Con này tăng 2 điểm sát đây. Ui đụng nóc anh em ơi. Thôi tăng 2 điểm sát đây, bắn khá là dính đây nè mà. Ok, mình sẽ chạy vô đây cái anh em ơi. Đấy, nói chung là khu trạm thí nghiệm thì anh em đừng có lo về kiếm 187. Khu đó thì kiếm 187 có đó nè mà. Đấy, chung là khá nhiều 187 nhưng mà có cái là di chuyển hơi khó anh em. Khu đó anh em bay túc mị trên cao rớt xuống lum la chứ mà. Vô khu vô chơi này là khó cho đi khen rồi. Khu này khó bắn lắm anh mà, khu này phải quằn mệt lắm anh em phải chịu kiên trì một tí nữa mà. Anh em phải chịu kiên trì, anh em phải di chuyển hơi mệt một tí nữa mà. Ôi ơi, hai thằng luôn anh em ơi, khoan, từ, lúc vô đây anh em ơi. Dùng cái lửa chạy cái ta, để mình hồi cái con. Ôi rồi, cái mình đi đã, rồi xong rồi, ok, chết một anh em ơi. Rồi làm sao, nắp hai luôn anh em ơi. Trời ngon là cái tao, ok gạt luôn. Trời, được, tiên qua, ủa, đâu cái vậy.
mày đâu gái ơi, một không một tám bảy, một tám bảy nâng cấp anh mày, một tám bảy nâng cấp anh mày, trời ơi trời, đặt keo núp luôn nhưng mà đặt hai quả keo luôn em, ấy không mẫu nha. Bây giờ mình phá một quả keo nè, à, chắc chắn mình sẽ chịu nhà đúng không, chịu nhà cái tay đúng không, bên ngoài cũng định đó, bên ngoài cũng định đó, chịu đây mình thủ kiếm góc khác mà, đấy sự dám của anh mà, đấy 187 nâng cấp đấy, đúng rồi nâng cấp đấy, còn bây giờ vừa đâu, cái cứ từ cẩn thận anh em ơi, không vội không vội mà, đấy ủa khu này đi buông đông thế, không cứu không đụng coi, chạy đâu mình phải bên đây mà, ai xuống bị dướng anh em ơi, trời bị kẹt anh em ơi, trời cái góc cái gì bị kẹt xuống, đáp dù ai ôi lên nè. Ui, nó đáp dù đâu ra nhưng mà cái bạn nữ này mình giết hai lần rồi nhưng mà ok là kèo mình cho nó cứu đi, bây giờ mình sẽ lui về cái góc khác nhưng mà lui góc khác là ui lên nó ok bởi đầu anh em ơi, ui trời đông đây chừng nữa cho nó kẹt nữa chứ, ui khổ quá trời ơi, rồi cầm khẩu này khổ quá nhưng mà gạt cũng không xong nên gạt hai viên cũng không chết thằng địch nữa, nhưng mà bắn hai viên thì hết xuống chết mà gạt thì hai viên không chết nữa mà ui rồi dính lắm đạn vẫn dính lắm mọi người, chứ không dính đâu, đạn vẫn dính lắm nè, một bạn còn tấm bảy nâng cấp đây anh em ơi, hai nâng cấp level 4 hay sao mà mới level 4 thôi, ấy bạn đang bắn cũng khá... phá keo á, trời phá làm gì, phá làm chi, để đi khen xuống chơi luôn nè, trời ơi đi khen muốn kiếm đi khen đúng không, kiếm bắn đi khen đúng không thì đi khen xuống chơi luôn, trời ơi bạn nữ đi khen giết hai lần rồi nhưng mà nóc ba lần gàng được hai lần cái nhưng mà trời hồi chắc chắn mấy bạn này cứu bạn nữ xuống lên đi bơi, ê cứu xuống đây nằm bạn cho khen tiếp tục thôi chứ gì đâu anh em, mà công nhận cái khu này anh em di chuyển nó bắn di chuyển lộn xạ liệt quằn thật sự nhưng mà bắn anh em có thể chạy địch khá là dễ anh em, khu này chạy địch khá là dễ, à đây khá là nhiều hướng nhưng mà bắn khá là khó luôn anh em, khu này mình thấy cầm một khu 4 thì dễ hơn nhưng mà ôi rồi ok nó bắn mình lên bơi, ok hôm bơi lên nè, ôi rồi di chuyển cái này lui cái này, ôi quên cứu không đội rồi, ui trời ơi để khen trời quên cứu không đội luôn anh ơi, trời ơi đi chưa luôn xuống quát giết quên đồng đội luôn mà, trời ơi chết rồi kiểu này chết rồi anh ơi, kiểu này gà cho ăn tát rồi anh ơi, chết rồi anh ơi, không sao mình sẽ lui mình cuốn đội sao anh ơi, để chúng mình nào, ok mình sẽ qua mình cuốn đội mình cái đã giết này anh ơi, giết này ok công nè chạy thẳng cái này thôi chứ chạy thẳng thì thôi chứ chết chắc anh em, mà đâu mà đỡ được anh em, ok xin quyết định anh em ơi, ok trên đầu mình ủa như cá luôn, nó cuốn xuống chứ không phải là gì đâu anh em, chứ không phải team khác đâu, nó cuốn team cũ rồi, hai team luôn kìa anh em thấy không, đấy bây giờ mình nghe tiếng chân anh em mà mình không biết địch tới đâu anh em, bây giờ mình nghe tiếng chân mình không biết nói luôn nè, thật sự luôn ở trên hay dưới không biết luôn, à như ở trên đúng không, ủa không phải luôn anh em thấy không, nghe tiếng chân gõ gạt luôn mà không biết cái hướng nào luôn, điện thoại rung tẹt 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 luôn mà mình không biết cái nào luôn anh em, rồi đâu rồi đây đụng ra trời hú hồn rồi, bạn nữ đâu rồi, giết mình này ba lần rồi anh em, ok gạt luôn anh em, còn này cứu làm gì cứu hoài vậy, để cho cái khác giết à, ok anh em xuống cứu đội mình cái đã anh em, nãy giờ quên anh em, nãy giờ quên trời bắn cái quên cứu đội luôn anh em, ok cứu này hết rồi anh em, à trời mấy bạn kia nãy giờ tự xử nhau chơi anh em, để khai giết bạn nữ kia xong cái mấy địch nó chạy đâu hết trơn mà bo thu vô chị, ê cái thích thì công vô đây nè, rồi ok mấy bo này thu bo thu bên mình rồi nha, mà bây giờ mình sẽ đợi con này chạy bo mình sẽ bắn anh mà, đợi chạy bo bắn á nói chung là anh em chơi không có xuống tầm xa, anh em phải chơi mưu kế một tí đó, bây giờ trong bo nè, đây trên UAV không có một thằng đang chạy vô kìa, em thấy không đó, chạy vô nè, rồi gần tới rồi, vô nè đẩy vô, ok tới rồi à trời ơi có một thằng nó chán lên em ơi, vô tới đây nó đứng ở ngoài nó chờ mình em ơi, trời ơi chờ cái gì đứng ngó cái gì mà ngó trời ơi trời, tưởng đi khen không để ý em ơi, ok em ơi bây giờ bò hơi xa đấy, ok mình sẽ chạy lên em ơi, chạy nè ha, có thằng chạy xe tới rồi nộp chiếc xe cho đi khen à, dừng xe luôn á, rồi quả này giết con này lụm chiếc xe chạy bo luôn em ơi, có chiếc xe chạy bo là quá ngon mà, ôi rồi ui bạn này lách ghê quá em ơi, tùm lum la trên mà đây chết chắc rồi, ok em ơi, đấy mấy viên đầu không trúng mà mấy viên cuối phải dính anh em, phải dính nha, những lúc mà khó khăn thì anh em bắn phải dính nha, mà đấy đừng có mấy pha mà khó mà anh em bắn hụt rồi mệt lắm anh em, ê chưa bơm máu kịp lắm nội, bạn ơi, bởi cho đi khen cho đi khen bơm máu đi, rồi dí bạn nè, cho đi khen bơm máu không chịu, cho đi khen bơm máu đâu, bắt buộc đi khen chạy ra bắn mà không à, bạn làm khó không em ơi, ok quá này chắc phải lấy chiếc xe chạy thôi em ơi, mua thêm giáp chống nổ đã, tuyệt vời chạy sao chạy bo trời ơi có xe chạy bo này còn gì bằng đấy mà, cái bo này chắc mình chạy vô khu công trình đúng quá em, đấy mình sẽ chạy vô công trình luôn em ơi, nhưng mà mình sẽ đảo cái vòng này cái em ơi, đảo có địch thì mình bắn đấy mà, có địch thì mình giết bắt lẻ thằng anh em, đây bắt lẻ thằng có lẽ tinh thần sẽ ngon hơn mà, với lại mấy bạn này trong cái tình trạng đang chạy bò anh em, mấy bạn này chỉ muốn chạy bò thôi, cho nên anh em dừng lại anh em bắn là mấy bạn này sợ lắm anh em, mấy bạn này ghen lắm, anh em bắn khá dễ, ok di chuyển xuống thôi, à, mới có 11 kill thôi nhưng mà không sao anh em, nhớ trận trước không anh em, đi khen mới có 11 kill thôi, và đi khen cuối bò đi khen vẫn lượm được 20 kill anh em, ok
di chuyển thẳng vô bo luôn ơi, chạy vô khu công trình nữa mà. Khu công trình thì không biết có định hay không, nhưng mà mình khu công trình thì bo khá là lớn ấy, bắn hơi khá là mệt đấy các bạn. Ấy mình sẽ chạy vòng vòng ta đảo ta đá đây con bò lạc đây nó bò lạc nè, một quả nè. Ấy chết luôn. Ok lên xe đi tiếp, lên xe đi tiếp em ơi. Lên xe đi tiếp. Đó, bọc cái bo lên em ơi. Chị có coi bo, chị coi bo nè. Đó, chị ra cái viên bo này xem có nào chị bo. Đây, thấy được rồi. Trời ơi, sao bây giờ mới chạy đây? Lùi nữa nè. Xuống cho một cột viên nè. Ui, không chết em ơi. Một viên nó bay màu luôn. Ok đặt keo em ơi, lên xe chạy tiếp. Đó, chiếc xe gần nổ rồi nhưng các em vẫn khai thác cho đến cùng nữa mà. Ok, chạy lên khu cái nhà đỏ đó mình. Chạy lên khu nhà đỏ luôn. Ok, xem đây có con bò lạc nữa không. À, sao luôn cứ định em ơi, nhưng mà hơi thôi không. Cái chỗ dừng lại không đã đâu. Đây, đấy rồi, tông thêm cái nào. Ôi trời ơi, tông chân nhà luôn. Ôi, khổ thế, anh đi cầm miếng sạc đó mà. Ôi, mắc 10 nữa mà. Ôi, tông chân trong nhà luôn, mình để tông 3 thằng thôi nhưng mà. Sao luôn cứ định lên. Ok, lên xe công nó luôn mà. Lên xe công luôn em ơi, lên xe công nó mới một quả thôi. Bể xe thôi mà, một viên cái thôi, bể xe rồi. Đừng, ui trời ơi, bởi xe em ơi, ok, công luôn, bây giờ mình chạy bộ em ơi, bây giờ dùng xe hai cẳng chạy em ơi, xe cần hải, xe hai cẳng chạy em ơi, ok, chết luôn, bạn này bị bạn kia bắn em ơi, ok, mình sẽ gạt cái đạo, mình sẽ chạy vô bo em ơi, vô đặt keo vô chạy vô bo nha, cái bo này không phải vô khu công trình rồi mà, vô mấy khu bên nhà bên dưới em ơi, mấy bạn kia bắn không vô đao em ơi, ok, chạy thoải mái thôi em ơi. Chạy thoải mái thôi, đấy, thấy không, lay quay 15 kill kìa chứ mà, còn tính 7 thằng lận, mấy hồi mấy bạn này cứu thêm nữa, không chừng nữa mà. Đấy. Ai ok. Ê chứ không bắn đâu em ơi. Ôi trời, không phóng lựu này em chỉ bắn xiên keo thôi. A à, lên đây làm gì? Phóng lựu nè, chơi thêm một quả rồi. Thôi rồi em ơi. Ui trời ơi, bên phải có tên mình chỉ bắn qua em ơi. Lui về bố máu em ơi. Ui giời, bố máu cái. Ui đáp vụ mày. Ok lên giết này đáp vụ em ơi. Trời ơi, chạy đâu em ơi? Ui trời ơi, lướt nè. Bạn này yếu lắm rồi nhưng mà trên tay kén em ơi. Chứ mấy bạn đáp dù á em, mấy bạn sung lắm mà. Tại bạn này đang đáp dù bị thằng nào bắn yếu rồi mà mới ghén mới chạy đó anh em. Chứ thường mấy bạn mới đáp dù xuống ha, cầm súng bắn mình muốn chạy không kịp luôn mà. Ác lắm anh em ơi. Ok mình sẽ di chuyển ra nè mà. Ê bây giờ còn 3 thằng cuối nữa mày. Mới 16 kill thôi. 3 thằng đó chung team nữa mà. Mình sẽ di chuyển thôi. Ok bây giờ mình sẽ xin thêm mình thích đồng đội mình cái nè mà. Ôi đồng đội mình không có mình thích rồi nè mà. Để khen rất là cần mình thích ở bộ cuối nè mày. Ok di chuyển thôi. Ok đặt gì là kêu chạy nè mà. Mình kêu đồng đội mình đi chung nè mà. Ui đồng đội mình không đi chúng ta. Ok không ổn rồi nè mày. Ok kệ okay, trong đội mình cover mình nè mà. Đấy đi xuống ổn. Ê chú ok đừng có ui sổ nguy hiểm quá. Ui chạy nè mày 2 viên ui nè. Chết chắc rồi. Ok nó bỏ nè mày. Ui sổ ui trời gan. Kim tim anh mày, ui sợ kim tim anh mày. Ui con này gầy chậm quá. Ui chậm thế. Ok chết em ơi, trời hên quá. Ui ok mình còn hai cuối. Nó công xuống. Ui như cá luôn. Đây nè, 2 viên nè, ok ok đây nè. Ui rồi 1 viên nó mới không chết kìa. Ê đây nè, ui sợ ơi, đông thế. Ui rồi ôi là trời, không rồi, khó rồi. Ui rồi, ôi, đông quá đúng ơi. Ok nhưng mà khó quá nhưng mà cầm khẩu này mình tưởng tôi dễ mà chỉ khó quá thôi ơi. Ok video kết thúc rồi, xem em nhớ like đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Đại Khang nha. Em nhớ comment ở dưới muốn Đại Khang chơi chuyện kiến xuống gì, nhớ comment ở dưới và nhớ ấn like và nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo và Đại Khang ra những video sớm nhất cho em nha. Ok mẹ em nha.